chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Survey Việt và mình là Hà Thu. Cập nhật hệ điều hành Windows trên phiên bản mới nhất là tính năng rất hay giúp cho chiếc máy tính của chúng ta có thể sử dụng được nhiều chức năng mới cũng như tăng cường tính bảo mật mà không cần phải làm gì quá rắc rối cả. Bằng cách cập nhật qua OTA, tính năng update có sẵn trên Windows mỗi khi Microsoft tung ra bản cập nhật mới. Và như các bạn biết đấy, với cách upgrade này thì trên ổ cứng của các bạn sẽ tạo ra một file có tên là windows.ord. chứa hệ điều hành cũ để các bạn có thể phục hồi lại hệ điều hành nếu chẳng may quá trình nâng cấp thất bại. File này thì có dung lượng khá là lớn, như mình thì dung lượng của file backup này là trên 30GB. Nếu ổ chứa hệ điều hành của các bạn còn ít không gian trống thì rất có thể sau khi nâng cấp sẽ báo đỏ luôn. Nhìn thì sẽ không hay một chút nào cả. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cách tốt nhất để dọn dẹp lại mớ hỗn độn sau khi mà nâng cấp lên Windows 10 bản mới nhất nhé. Hãy cùng bắt đầu video nào. Cách đầu tiên dọn dẹp thông qua Storage Send. Bước 1, bạn nhấn tổ hợp phím Windows cộng Y để mở giao diện Settings. Hoặc các bạn có thể làm thủ công bằng cách nhấn vào nút Start rồi nhấn Settings. Bước thứ 2, tại giao diện Settings, bạn chọn System, chọn tiếp Storage và chọn tính năng Change How We Free Up Space Automatically trên video nhé. Bước 3, tiếp theo, bạn tích chọn vào phần Delete Temporary files that my apps aren't using. Xóa các tệp tạm thời mà ứng dụng của tôi không sử dụng. Mặc định thì nó sẽ tự động xóa trong vòng 30 ngày, hoặc phần nào bạn có thể đặt lại thời gian cho nó cũng được. Và các bạn vào mục Delete Previous Version of Windows, xóa phiên bản trước của Windows, sau đó thì nhấn vào Clean Now để thực hiện. Cách thứ 2, dọn dẹp Windows 10 bằng tính năng Free Up Space Now. Bước 1, cũng tạo giao diện Storage. Các bạn chọn tính năng Free Up Space Now như trên video. Bước thứ 2, các bạn phải đợi một lúc khoảng 5 phút để máy tính quét các file rác và các file backup nhé. Các bạn có thể thấy file Previous Windows Installations chính là file backup của hệ điều hành cũ. Các bạn hãy tích chọn vào file này, hoặc các bạn có thể tích hết tất cả các mục nếu các bạn muốn. Sau đó thì hãy nhấn vào nút Remove Files để thực hiện xóa file là xong. Vậy là trên đây thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để dọn dẹp chiếc máy Surface nói riêng cũng như là những chiếc máy chạy Windows sau khi mà update lên phiên bản mới rồi. Các bạn còn có cách nào nhanh hơn, tiện lợi hơn thì hãy để lại bình luận ở bên dưới comment nhé. Còn bây giờ thì Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại!